Lời khấn nguyện hàng ngày: kính lạy mười phương Phật, kính lạy mười phương Pháp, kính lạy mười phương Tăng. Xin chứng giám lòng con với tất cả tâm thành dâng lên lời khấn nguyện. Xin cho con mãi mãi lòng tôn kính vô biên hơn núi biển mênh mông, dâng lên mười phương Phật. Xin cho con mãi mãi lòng thương yêu không cùng, chạy thế giới tam thiên đến chúng sinh vô tận. Xin cho khắp muôn loài sống yên lành bên nhau, không ganh ghét oán thù, không chiến tranh giết chóc. Xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả vai để hồi đầu hướng thiện. Xin kẻ mù được sáng, kẻ điếc lại được nghe, kẻ nghèo được ấm no, kẻ ốm đau bình phục. Xin cho loài cầm thú thoát được nghiệp ngu si, tái sinh vào cõi người biết tu theo Phật Pháp. Các vong linh dắt dưỡng trong cõi giới u huyền thoát nghiệp đói triền miên, quy y và siêu thoát. Xin cho nơi địa ngục chúng sanh đang đọa đày khởi được tâm từ bi để xa lìa cảnh khổ. Cuối sinh mười phương Phật, chư Bồ Tát Thánh Hiền đem chánh pháp thiêng liêng sáng soi nghìn thế giới. Cho chúng con mãi mãi dù sinh về nơi đâu đều gặp Phật Pháp nhiệm màu để nương theo tu tập. Cho con biết khiêm hạ, biết tôn trọng mọi người, tự thấy mình nhỏ thôi, việc tu còn kém cỏi. Cho tay con rộng mở, biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó. Xin cho con bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời, dù bị mắng bằng lời hay bằng điều mưu hại. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công hoặc gây tạo phước lành như chính con làm được. Cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Xin dòng dây tham ái rời khỏi cuộc đời con, cho trái tim con biết yêu thương tất cả. Cúi lại mười phương Phật, đau khổ đã nhiều rồi, vô lượng kiếp luân hồi đắng cay và mệt mỏi. Nay con dâng lời nguyện giải thoát, quyết tìm về giác ngộ, quyết lìa mê, độ sinh đến ơn Phật. Xin cho con giữ vững được chí nguyện tu hành, không một chút buông lơ, không một giờ sao lãng. Xin dạng toàn giới hạnh với thiền định lắng sâu, với trí tuệ nhiệm màu xóa tan dần chấp ngã. Xin cho con tỉnh táo, không kiêu mạn tự hào, dù tu tiến đến đâu vẫn tự tìm chỗ dở. Nguyện cho con đi mãi không đứng lại giữa đường, đến tuyệt đối vô biên tâm đồng tâm chư Phật. Rồi trong muôn vạn nẻo của sinh tử luân hồi, con mãi mãi không thôi độ sinh không dừng nghỉ. Cúi lại mười phương Phật, xin chứng giám lòng con lời khấn nguyện sắc son, dâng lên ngôi Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Như nãy giờ cả nhà nghe, đó là bài văn khấn nguyện mỗi ngày và vô tình mà gắm nghe được trên mạng ấy cả nhà. Thật sự khi nghe cái bài văn khấn nguyện ấy, từng câu, từng chữ như là chạm vào trái tim của gắm ấy cả nhà, như là đánh thức con người bên trong của gắm, giống như là cảm nhận như khi nghe xong thì chợt đó là những gì đó là con người của mình và ý nguyện của mình từ trước đến nay, nhưng mà mình không thể biểu cảm được. Thì khi nghe cái bài văn đó là hầu như là đã bao trọn những cái ý nguyện của mình rồi. Nên là gắm mi lấy giấy viết và sổ ra để ghi lại. Và mỗi ngày gắm đều đọc theo, cầu nguyện theo, giống như là tâm của mình đã chạm vào tâm của mình vậy, nhưng mà không thể nói ra. Thì trong cái bài nguyện đó đã nói ra hết được cái tâm tư của mình. Nên mỗi ngày gắm đều dựa theo cái bài văn đấy và gắm đọc nguyện ấy cả nhà. Hôm nay gắm chia sẻ video này không phải là gắm khoe khoang cái việc mà gắm tu tập hay là gì. Thật sự là rất là ngại luôn, không dám chia sẻ đâu. Nhưng mà thời gian sau này thì gắm mới vô tình nghe được những bài khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không ấy cả nhà. Thì gắm mới biết là mình không phải vì việc tu tập không, mà mình hãy chia sẻ, hãy lan tỏ để mọi người cùng biết đến và cùng tu tập thì sẽ phước báo vô lượng lắm. Gắm mong là có bạn nào, những ai mà nghe được bài văn này và cảm thấy mà chạm được đến trái tim của mình thì hãy
để viết ra và ghi lại và phát nguyện đọc mỗi ngày. Duyên lành sẽ đến với mọi người. Nhóm thật sự mong là mọi người sẽ thấy được video này và biết lại từng dòng, từng câu nguyện của bài phát nguyện. Và mong là mọi người hãy chia sẻ cho gia đình mình cái bài phát nguyện này, để những người thương yêu mình cũng mỗi ngày phát nguyện đọc bài văn phát nguyện. Chắc chắn một điều thì sẽ có người nghĩ đấy là mê tín dị đoan, nhưng mà với bản thân Gấm thì Gấm luôn tin vào Phật Pháp, và vốn từ bé là Gấm đã tin vào lực nhân quả và luôn tin vào Phật Pháp. Nhưng mà do là mình chưa đủ cái nhân duyên để gặp được Phật Pháp, chưa có duyên lành để đến gần với Phật Pháp. Bây giờ thì Gấm đã có duyên lành, có cơ sở, đủ cơ sở vật chất để thờ cúng mỗi ngày, nên là Gấm sẽ cố gắng mỗi ngày phát tâm, phát nguyện, chia sẻ những gì Gấm biết về Phật Pháp đến với mọi người. Gấm thật tâm mong nguyện rằng một ngày nào đó rồi ai cũng có duyên lành gặp được chánh pháp, tin sâu vào nhân quả, biết tu tập, biết nghe lời Phật dạy và áp dụng lời của Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày, để mỗi người đều có cuộc sống ấm no, ấm im, hạnh phúc và không có nghiệp báo, chỉ có nghiệp ân tình, yêu thương và những cái nghiệp tốt, nghiệp lành, chứ không có tạo ra những cái việc nghiệp mà xấu, thì cuộc sống mỗi người sẽ an yên và hạnh phúc. Nguyện cho tất cả những ai xem video của con, dù nhiều hoặc xem ít, dù phỉ bám hay tán thán, cũng đều được sớm thành Phật đạo, độ được nhiều chúng sanh. Xin chư Phật Bồ Tát hộ pháp chứng minh cho lời nguyện của con được thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, điều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.